su trắng. Còn cái thì mình nuôi từ bé. Đực thì bắt ở trên bản về. Đực nó lông nó vẫn còn đang chưa thay, nó chưa có loạt thay lông. Lông nó vẫn đang màu lông chó trên bản. Gọi là màu nước lòng. Chứ thằng đực này là thằng đực màu trắng đấy. Nhưng màu cá với màu đực này nó khác hẳn nhau. Này, nhìn ưng không? Đây là cái chỗ ở của chúng nó. Chúng nó có đặc điểm là gì? Nó chỉ cần di chuyển một cái là đuôi nó vắt ở trên lưng. Đấy. Nó nô vào. Thằng đực này thì đuôi thì bông. Nhưng mà thằng đực này kém hơn con cái ở cái là thằng đực này đuôi nó không vắt hẳn. Nhưng như này đuôi như này là ok rồi. Vệ sinh. Đấy, nhìn cái mặt đó này. Chào Bông. Tên của nó là Bông. Một đứa tên là Bông và một đứa tên là Lau. Hai con này là Bông Lau. Đợt này thì nó đến đợt phối. Nhưng mà nó phối cho nó phối giống buổi trưa rồi. Giờ là chiều 4:30. Đực này thì còn đực non, chưa có to hết đâu. Cái thì cũng chưa đẻ lần nào. Cái thì bây giờ mới là 12, 13 tháng đấy. Nhìn đuôi con đực này. Phê luôn. Rất quấn người. Màu trắng nước lòng, cháo lòng, trắng ở trên bản về nó màu thế. Ăn uống ở đây thay lông một lượt, con này thì từ lúc về đến giờ nó chưa thay lông, chờ nó thay lông xong một lượt thì lông nó sẽ trắng, chắc là nó cũng sẽ tương tự như là con này thôi. Con này thì nếu mà như cái con chó mà nuôi từ bé ở đây ấy, thì là cái màu lông nó sẽ như thế này. Vì nó đủ dinh dưỡng và nó không phải bùn đất nhiều. Đây này, nó là cái màu của cái đất này. Trên bản thì nó là đất, nó còn đất đỏ đấy. Màu nó sẽ bám lông hơn. Ổ chuồng của chúng nó. Đây thì một ô như thế này thì về sau mà mình một ô như thế này là mình nuôi 4 con hoặc 5 con. Một ô như thế này sẽ là chỗ ở của 4 con hoặc 5 con, một con đực và 3 hoặc 4 con cái. Nhưng mà đây là cặp này nó ghép đôi thì phải cho nó riêng. Ý, chưa xong. Bọn này nó rất là sạch. Có vườn là nó sẽ ra vườn nó đi vệ sinh đấy. Cần dạy gì đâu. Trong kia là nền gạch nhá, nền gạch xếp. Nhưng chúng nó không có vệ sinh đâu. Vệ sinh chúng nó sẽ ra chỗ cây cỏ cho nó vệ sinh. Cặp này thì ghép hôm nay là ngày mùng 5 à, mùng 5 hay mùng 6 tháng 11. Nó ghép đôi với nhau từ hôm qua rồi. Hôm qua là lần đầu, hôm nay lần thứ hai buổi trưa rồi. Để xem cặp này nó ra cho con là nó sẽ màu sắc nó sẽ như thế nào. Nó có đạt được như cặp King Queen là 100% là ra chó màu trắng hay không. Hy vọng là nó sẽ ra 100% con màu trắng. Mình thì thích màu trắng. Đó. Đực này thì đực còn non, thể trạng thì còn đang hơi bé. Không biết là nó vỡ ra thì nó như thế nào. Đực này thì bây giờ chắc chỉ khoảng tầm, cũng chắc khoảng tầm 12 tháng thôi. Tầm bằng con cái thôi. Vì lúc mình bắt về nó 8 tháng. Tầm 8 tháng.
Nên bây giờ thì nó cũng phải thêm khoảng tầm 4 tháng nữa rồi. Tầm 8-9 tháng thì đến lúc bắt về. Vì con chó nó dậy lông đuôi rồi. Lúc đấy con chó nó dậy lông đuôi thì ít nhất nó phải khoảng 7 tháng rồi. Ít nhất là 7 tháng, có thể nó lên đến 10 tháng. Nếu con chó là nó đuôi nó đã dậy bông lông. Cái bắt nạt được. Ngoan cực luôn. Bông ra đây xem nào. Bông. Ra đây. Ra đây với anh tí nào. Không còn lau. Lau ở bám bông à. Bông ra đây. Bông. Quan tâm anh cáo à. Quan tâm anh cáo ở bên cạnh. Anh cáo thì cho sang cho lên đây rồi để chuẩn bị là sẽ ghép đôi với lại lõm với lại con của lõm. Đây, anh cáo nhắc lên tên là anh ấy đi ra để anh ấy chào hỏi. Anh cáo ở chùm bên cạnh. Ai mà thích ai mà đang chờ cái con sù trắng Bắc Hà thì chờ cái cặp này 2 tháng nữa đẻ. Chờ cặp này là cái cặp sớm nhất. Còn mấy cái con ở đàn sau thì vì nó bây giờ nó mới 7 tháng thôi, nó lên giống một loạt rồi đấy. Nhưng mà bỏ không cho phối. Để lần sau thì sẽ cho nó phối. Thời gian tới đây là sẽ chỉ có cái đàn trắng của cặp này thôi. Cặp này là đây sẽ là cái đàn đầu tiên của con đực này. Đực bản. Đây sẽ là đàn đầu tiên của nó. Đực này thì được cái đuôi bông. Đấy, đuôi bông lau. Chó còn đang cho non. Con này vẫn đang hơi kém đuôi, vẫn đang hơi kém đuôi con cái. Đuôi con Bắc Hà là nó đặt hẳn này trên lưng, khi nó di chuyển thì là đánh giá tốt nhất. Như thế này cũng là xếp ở trên lưng rồi. Nó phải cong hẳn như vậy. Còn như đây là nằm thì đuôi nó thả như này nhá. Nhưng di chuyển đây là đuôi nó sẽ vắt. Thôi hai đứa chơi đi. Chuẩn bị ăn nhá. Đến giờ ăn rồi đấy. Quay video cho nó một tí thôi. Rồi cho nó ăn. Đây, chuẩn bị đồ ăn cho nó đi. Quay xong rồi đấy. Quay thì không được ăn vì bảo quay thì không khoan. Đấy, nắm lại hai con này. Nắm lại cặp trắng này. Lần cuối. Con bông này là bố mẹ nó là con chó bản này. Kinh với Queen này. Đây là con đực này thì là con chó bản. Đó. Giống chó tuyệt vời này. Giống chó đẹp tuyệt vời của Việt Nam. Không phải là đẹp mà là quá đẹp luôn. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé.